Hello, chào ông bà đi. Hello, chào các bà, các cô, anh chị và các bạn nha. Hôm nay cho chuột vô đây chơi, vô khu rồi chơi chơi cả nhà ơi. Rồi nó chạy rồi. Chơi. Ở đâu? Giờ con chơi ở đâu nè? Chạy cho bé bịch 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 vậy. Đâu có trò chơi đâu. Cái này phải mất mua game hay gì nè. Có. À, cái banh đó hả? Đâu phải banh. Đâu phải banh đó đâu. Không phải banh đó. Không có phải mà. Hai cha con chuột. Nó bằng cái miếng gì á, nó có miếng gì đẩy nó vô cái lỗ đó đó. Đây. Đây cái nhà. Trời ơi, nó được vô đây. Rồi lấy xe chạy coi. Đó. Lên xe chạy đi bên đây nè. Ở bên đây nè. Trời ơi, cái bên đi thì không đi. Lên nó ngồi đi cha đẩy cho. Rồi xong. Chèo biết lên. Chèo biết lên. Chèo lên. Đó. Rồi, chuột vô nhà hơi. Nhún dữ luôn rồi. Chuột mê lắm cả nhà ơi. Rồi kìa, đó, thủ rõ luôn rồi kìa. Ừ, lên được không? Chắc lên được, không có la đâu. Không biết có la, không biết là anh nặng quá, không biết chừng anh nặng quá đó. Kìa chạy cha kìa, chạy cha kìa, coi kìa. Đó, coi kìa. Trời ơi, lên đây nó mừng á, nó chơi được trên nhà hơi này nó mừng. À, xuống đi, để cho nó chơi hình nó đi. Như ghế nó ngồi như tấm tiền á vậy đó. Tấm tiền thì lại nó ngồi đi. Mà ủa tiền đó. Này còn được một cây xúc xích nè, một cái chân liền nè, một cái nước ngọt, một cái chân cát nữa nè. Hồi đi bán đồ rồi. Thôi kìa. Cả nhà ơi coi kìa. Đó. Đó. Tẻ. Ô đau giò không? Coi kìa đá coi kìa. Coi kìa. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Không biết đường đi, cái kêu mình cho thả. Đó.